Vài ngày gần đây, nhiều khách hàng tại Hà Nội phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 6 của gia đình mình tăng cao hơn tháng trước, thậm chí là tăng gấp đôi, gấp ba và nghi ngại là có sự nhầm lẫn trong tính tiền điện. Để lý giải về vấn đề này, tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội đã có thông tin cụ thể. Theo EVN Hà Nội, tháng 5 và tháng 6 là thời điểm miền Bắc có nhiều đợt nắng nóng kéo dài khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến, tăng 45% so với tháng 4. Nắng nóng gai gắt kéo dài liên tục đã khiến cho lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội vào ngày 9 tháng 6 đã đạt tới mức 89 triệu kWh. Và đây là lượng điện tiêu thụ cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Như vậy, kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2020 bao gồm cả những ngày nắng nóng gai gắt của tháng 5 và đợt nắng nóng kéo dài đầu tháng 6, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6. Do nắng nóng nên nhiều gia đình, trường học, công sở đã tăng các thiết bị làm mát để phòng tránh nắng nóng. Nghiên cứu cho thấy vào mùa nắng nóng do sử dụng điều hòa liên tục, lượng điện năng tiêu thụ sẽ tăng trung bình khoảng 50 đến 60%. Để giúp giảm chi phí và góp phần vận hành ổn định lưới điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng sử dụng điều hòa cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 đến 28 độ. Ngoài ra, người dân không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như bếp điện, máy giặt, bình nóng lạnh trong giờ cao điểm, bao gồm khung giờ từ 11 giờ đến 14 giờ và từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày.